Trong những cái buổi trò chuyện của anh và em trước đây thì Mai Phương luôn chia sẻ rằng là dù em đến với đấu trường nhan sắc nào hoặc là em làm bất cứ công việc gì, em cũng hiểu về công việc đó và em luôn hết mình và quyết tâm để đạt được thành tích cao nhất. Còn với Miss World sắp tới của em thì sao? Em đã tìm hiểu gì về cuộc thi và em đang có những cái sự chuẩn bị gì để chắc chắn là mình có những cái mục tiêu riêng khi đến với một cái đấu trường nhan sắc như vậy, bởi vì là cuộc thi Miss World là vẻ đẹp vì mục đích cao cả mà. Nhưng mà chắc chắn là em cũng hiểu về tính chất của cuộc thi và em biết em sẽ làm gì để không khiến các fan sắc đẹp thất vọng. Mỗi người sẽ có một cái sự kỳ vọng riêng cho mình, nhưng mà khi Mai Phương đã đại diện đất nước của mình ra đấu trường quốc tế rồi thì mình lại đi gọi là solo với tất cả những cái gì mọi người đã chuẩn bị cho mình ở phía sau, và mình phải có trách nhiệm làm thật là tốt. Và cái đó không phải là Mai Phương lấy làm cái áp lực, mà Mai Phương lấy cái đó làm một cái niềm tự hào, để khi mình đi đâu mình sẽ lấy cái đó làm nguồn động lực củng cố cho mình. Về các phần thi của Miss World hay những cái gì mà ban tổ chức yêu cầu đó, thì bên công ty Sen Vàng đã chuẩn bị rất kỹ vì có nhiều năm kinh nghiệm quá rồi. Còn quan trọng là khi qua đó thì cái sự thể hiện của Mai Phương đó là phải đốt cháy cái nguồn năng lượng đó, thì mình đang sẽ rất là cố gắng. Về cơ bản nó không tìm hiểu thì như bạn Carolina đi lấy ví dụ như vậy, thì bạn ấy rất là hoạt ngôn, đi đâu cũng có thể nói chuyện được, rất là gọi là giao tiếp các thứ rất là trơn tru, và bạn cũng làm từ thiện không phải là những cái quy mô quá lớn, nhưng mà nó đòi hỏi cái sự bền bỉ và một cái tấm lòng chân thành thì bạn ấy cũng đáp ứng được. Rồi cũng cần một cô gái mà trẻ trung, năng động, vui thì you love me là Mai Phương cũng vui. Và năm nay thì khi mà Việt Nam tới với Miss World thì Mai Phương cũng rất là mong muốn mình sẽ mang đến một cái màu sắc, một cái không khí mới mẻ cho nhà chung. Tại vì bản thân mình là một người rất là thích giao tiếp, tuy là mình cũng có những cái khoảnh khắc cần một mình, nhưng mà chung quy thì mình cực kỳ thích giao lưu, và mình đã rất là ao ước được đi du học từ lâu rồi, nên đây nó giống như là được đi du học chọn gói vậy đó, đi qua Ấn Độ du học và được gặp các bạn gần 140 quốc gia, và mình thể hiện một cô gái Việt Nam dễ thương, năng động, có tính thích ứng cao và sẵn sàng, gọi là có công việc gì là làm ok hết và không có gọi là nề hà những khó khăn gì. Đó là cái điều Mai Phương thể hiện, và Mai Phương muốn cho mọi người thấy rằng là người Việt Nam chúng tôi, giới trẻ chúng tôi rất là sáng tạo và sẵn sàng là cống hiến cho xã hội. Nhìn lại một năm nhiệm kỳ của Mai Phương và cả quá trình chuẩn bị cho Miss World cũng khá là dài. Đâu là thời điểm mà Mai Phương cảm thấy áp lực và bản thân mình cảm thấy tủi thân và cô đơn và khó vượt qua nhất? Cái diễn biến này nó cũng nhiều, tại vì khi mà còn bé thì mình cũng đã trải qua nhiều khá những cái mặt cảm xúc rồi, nên khi mà tới ở cái mức thời điểm này thì Mai Phương thấy mọi thứ nó cũng bình thường, mình cứ bình tĩnh, cái gì cũng cứ bình tĩnh rồi nó qua thôi. Thật ra cũng có giai đoạn mà nói thẳng ra là giai đoạn cũng cuối năm á, nó cũng hơi chật vật, tại vì đột nhiên đùng một cái thì nó gây khó khăn cho cả mình, cho cả công việc cũng ảnh hưởng và gia đình bạn bè cũng lo lắng, thì cái đó mình khá là buồn. Nhưng mà nó là hai phía của truyền thông, mình không kiểm soát được. Thôi thì ai thương thì cứ thương, còn ai chưa kịp thương thì từ từ hiểu mình sẽ thương. Nên Mai Phương cũng cảm thấy vẫn rất là vui vì khán giả Việt Nam vẫn dành cho mình một tình yêu rất là chân thành. Mai Phương có gia đình bên cạnh hay là có một người bạn nào hoặc là có một cái nguồn động lực nào để giúp bạn vượt qua giai đoạn đó không? Bạn bè của Mai Phương thì Mai Phương cũng là một người rất là quan trọng, chất lượng hơn số lượng. Thì các bạn ấy, Mai Phương tin là qua phỏng vấn này thì các bạn sẽ cảm thấy hiểu là Mai Phương đang nói tới ai. Và gia đình thì bố mẹ lúc nào cũng ở cạnh bên và động viên. Bố mẹ Mai Phương thì ở xa, mình ở đây độc lập tất cả mọi thứ, thì bố mẹ vẫn luôn luôn nhắc là dù có thế nào cũng bình tĩnh. Những cái đòn roi từ dư luận là một cái để cho mình cảnh tỉnh mình lại. Có thể không phải mình sai hoặc mình đúng, mình không cần xét cái vế đó, nhưng mà quan trọng nhất là mình hãy lắng nghe. Khi mà mọi thứ xung quanh nó gọi là nó nhộn nhào quá thì mình cứ nhắm mắt, hít thở và lắng nghe cái điều mình thật sự mong muốn nhất. Lúc nãy Mai Phương có chia sẻ rằng là đối với tất cả các nàng hậu thì công ty Sen Vàng hay là chị Dung Anh Nam đều sẽ đối xử như vậy, nhưng mà khi anh phỏng vấn chị Dung thì chị Dung suýt khóc khi nói về em. Anh hỏi là có thông điệp gì hoặc có lời nhắn gì mà chị Dung muốn gửi đến em trước khi em kết thúc nhiệm kỳ hay không, thì chị Dung rưng rưng nước mắt và chị Dung nói là chị Dung chỉ mong muốn là Mai Phương hạnh phúc thôi. Em cảm nhận như thế nào về tình cảm của chị Dung dành cho em? Với em, ngày trôi qua em đã cảm thấy rất là hạnh phúc, bởi vì em là một người rất đủ đầy. Em đủ đầy về gia đình, em đủ đầy về bạn bè, em đủ đầy về công việc, em đủ đầy tất cả sự yêu thương của tất cả mọi người. Đôi khi em ước em có thể thiếu đi một chút sự đủ đầy đó để em thấu hiểu cho những người bạn xung quanh của em. Tức là mọi người xung quanh em, nhiều khi anh nhìn chị Dung như thế thôi nhưng mà chị ấy cũng có rất nhiều thứ phải lo toan, nhưng chị vẫn muốn đảm bảo cái sự hạnh phúc và niềm vui cho các cô gái mình quản lý. Rồi bạn bè em, gia đình của họ nhiều khi cũng khuyết nhưng mà họ luôn cố gắng mang lại cái nụ cười, niềm vui và luôn ở bên em khi mà em rất là cần. Em cảm thấy là mình rất hạnh phúc vì mình đã nhận ra được cái điều đó, và hàng ngày thì em vẫn luôn thể hiện cái điều đó ra với bố mẹ mình, bạn bè mình, các anh chị em xung quanh, mọi người. Cứ khi nào mà mình thể hiện nó được là mình sẽ thể hiện ngay, mình không còn nhát như ngày xưa, mình không còn bị gò ép nữa. Ví dụ như em rất là mến anh Tâm thì em sẽ thể hiện ngay, em sẽ nhào tới ngay. Bây giờ giới trẻ chúng tôi rất là khác rồi, tôi yêu tôi sẽ nói, và tôi không thích tôi cũng sẽ tìm một cách nói phù hợp để bạn và tôi hiểu nhau, chúng ta không có thù hằn gì cả.